Em Thành xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn ạ. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của em. Hôm nay em Thành lại có một chiếc Mercedes S450 được sản xuất vào đăng ký năm 2018, tên cá nhân, biển số thành phố nhá. Chiếc xe này của em thì đã có màu ngoại thất là màu xanh ngọc lục bảo này và màu nội thất là màu kem nhá, một cái màu cực kỳ là hot luôn. Hiện tại chiếc xe màu xanh ngọc lục bảo này thì trên thị trường thì cũng khá là hiếm luôn. Đấy, cũng rất là ít người có cái màu xe này. Đấy. Mà màu này nhá, của chiếc xe thì hãng sản xuất ra bao giờ cũng lâu hơn so với lại các cái màu đen và màu trắng này, cái màu thông phổ thông đấy. Thì theo em thấy cái màu này cực kỳ đẹp luôn, nó có là màu xanh ngọc lục bảo nhá quý anh chị nhá. Đấy, một cái màu rất là đẹp luôn đó. Và hiện tại chiếc xe này của em thì đã lăn bánh 3,7 vạn mai rồi, 3,7 vạn mai nhá. Em Thành cũng đang chào bán tại cửa hàng là 2 tỷ 699 triệu đồng. Đó, 2 tỷ 699 triệu đồng thôi nhá quý anh chị nhá. Và quý anh chị cùng em đi đến hết video để xem hết được những cái từng chi tiết một của chiếc xe này mà sau 5 năm sử dụng thì nó còn những cái gì nhá. Đấy. Đây, hiện tại chiếc xe này thì bên em về cũng chỉ có đánh bóng spa lại chiếc xe này thôi, không phải làm gì nhiều đâu quý anh chị ạ. Đó. Mặt trang bị là một mặt ca lăng cỡ lớn này, có cam 360 độ này, ẩn phía dưới này nha quý chị nhá. Bật lên thì nó sẽ hiện ra. Đó, 6 cảm biến trước và 6 cảm biến sau. Cụm đèn full led này với giải điện lịnh 3 giải điện led định vị ban ngày này. Full led multi beam nhá. Chiếu sáng lên đến 650 m và có rất là thông minh, có tự động cua theo góc lái này, có tự động bật tắt này, tự động chống chói này. Đấy, rất là đẹp luôn quý chị ơi. Ừ, cái đèn nó này, quay cực kỳ là siêu phẩm luôn quý chị ạ. Đó. Đây, các chị nhìn thấy. Và cái màu này nhá, nếu mà để mà sơn bên ngoài ấy, thì nếu bị va quẹt sơn ấy, thì không bao giờ lên được cái màu mà y như màu của sản xuất được. Đấy, các chị nhìn thấy nó rất là đều xe luôn các chị nhá. Đó. Rồi, về phần lốp xe thì đây không phải là lốp zin của chiếc xe này, mà đây nó là bản S450 Maybach nhá các chị nhá. Đó. Cái mâm thì cực kỳ là đẹp, mâm này là mâm 19 inch này. À, mâm này đã lên mâm 20 inch rồi. Lên mâm 20 inch nha quý chị nhá. Đó. Mâm 20 inch thì đương nhiên rồi. Lên mâm này thì đương nhiên lốp thì cũng phải theo thay theo rồi. Đó. Đấy, rất là đẹp luôn quý chị ạ. Cửa thông minh KS Go này. Đó. Chìa khóa mới này. Rất là xịn sò luôn quý chị nhá. Đó. Màu xanh ngọc lục bảo. Rất là đẹp luôn quý chị ơi. Đó. Cốp này, cốp của S450 thì cực kỳ là rộng rồi. Đấy, kể cả như là các cái dòng E-Class thì cũng rất là rộng. Lên đến cái dòng S-Class này thì nó lại còn càng rộng hơn. Và tất cả những cái phụ kiện theo xe thì vẫn còn nguyên nhá. Đầy đủ hai chìa khóa cho quý anh chị này. Đó. Phần đuôi xe thiết kế cực kỳ là đẹp và có trang bị hai ống xả ở hai bên. Ốp mạ chrome vào đấy. Nhìn rất là sáng và nhìn rất là thể thao sang trọng. Cụm đèn 3 tầng này, quý chị có thể nhìn thấy này, rất là đẹp luôn quý chị nhá. Đó. Đây, rồi em sẽ đi vào phần nội thất cho quý anh chị xem nhá. Đây. Nội thất của chiếc xe này là một nội thất là màu kem này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cực kỳ xịn sò với hai màn hình giải trí phía sau. Đó, không gian rất là thoải mái yên tĩnh. Đó, rồi là phía hàng ghế sau này thì có rèm rèm chỉnh điện này, rèm điện nhá. Rèm điện này, ở phía sau đây cũng có rèm này. Đó, rồi có trang bị sấy sưởi ghế này, sấy sưởi này và làm mát ghế này. Tất cả ghế đều, bốn ghế này đều được trang bị sấy sưởi và làm mát ghế nhá. Riêng hai hàng ghế sau này thì có trang bị là massage nữa. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn quý anh chị ạ. Đó. Đây là cái bệ tí tay nhá. Bệ tí tay này, có hộc để đồ bên trong này. Có hộc để đồ ở đây. Có để chỗ để cốc này. Lật lên, dựng lên thì chúng ta sẽ có một hàng ghế ba chỗ phía sau. Đó, rất là xịn sò. Điều hòa bốn vùng độc lập luôn nhá quý anh chị nhá. Trang bị ở trên chiếc xe này là trang bị là 13 loa Boomaster. Đó, lên đến bản Luxury thì mới bắt đầu mới có 26 loa Boomaster nhá. Đây có chị nhìn thấy ốp gỗ này. Đấy, ốp gỗ bóng màu nâu cực kỳ xịn sò và rất là đẹp luôn quý anh chị nhá. Đấy. Hàng ghế trên này thì cũng có sấy sưởi ghế này, làm mát ghế này. Và đặc biệt khi mà quý chị ngồi ghế lái này nhá, có thể điều chỉnh được ghế phụ luôn này quý chị này. Đó. Được rồi, nhớ ba vị trí ghế, ghế chỉnh điện. Tất cả các cửa kể cả đằng sau cũng đều được trang bị như ba vị trí ghế và ghế chỉnh điện.
Đó, rất là xịn sò luôn nhá. Đây em để nó lên cho kính chị xem nhá. Đây. Đây, chị nói cái km của chiếc xe này. Đó. 38.000 mai, 3,8 vạn mai kính chị nhá. Đó. Và ở đây thì chúng ta có một cái màn hình ở sau vô lăng và màn hình giải trí đều là liền khối với nhau. Giao diện rất là đẹp luôn quý anh chị nhá. Đó, tất cả đều bằng điện tử hết rồi, rất là đẹp luôn, xịn sò quá. Ở đây thì cũng có trang bị là 64 đèn led viền nội thất 64 màu. Đó. Rồi là điều hòa auto nha. Đấy, rất là xịn sò luôn. Sấy kính, sấy gương. Rồi trang bị cả sạc không dây nhá quý anh chị nhá. Đây, sạc không dây đây. Đó, sẽ nằm ở trong cốp đây. Và cái nội thất ghế của chiếc xe này thì quý anh chị có thể nhìn thấy luôn. Đây, em quay sát gần cho quý anh chị xem này. Đấy, điện thoại của em thì nó cũng khá là nét. Đó, nên là quý anh chị có thể nhìn rõ luôn. Đó. Đấy. Đấy, và có thể xem trực tiếp online luôn. Từng chỗ một cho quý em sẽ quay gần từng chỗ một để cho quý anh chị xem. Đó, để khi quý anh chị nhìn đến tận nơi xem thì nó sẽ cực kỳ là ưng ý luôn đấy ạ. Nó hoa em và lửng cao cấp này. Đó. 13 loa Boomaster. Đây, các cái đường khâu này, ra này. Cực kỳ là xịn sò, cực kỳ là mới luôn anh chị nhá. Đấy. Đấy, bảng táp lô này, đấy, rất là đẹp luôn anh chị nhá. Đồng hồ điều chỉnh Mercedes ở chính giữa này. Rồi vô lăng này, đấy, ốp gỗ da cao cấp này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, những cái phím bấm ở trên vô lăng cực kỳ tiện nghi, có lấy chuyển số sau vô lăng nhá. Đây, đèn auto này. Đó. Cả đây anh chị nhìn này. Có cả đèn của lên xuống kính này nhá. Đấy, cực xịn sò luôn. Có cửa sổ trời toàn cảnh này. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh này. Cực kỳ là hay, rất là hay, tiện nghi luôn nhá quý chị nhá. Đây có thể quý chị có thể nhìn thấy đằng sau kìa. Đấy, nhìn sau phía sau kia, đèn led viền lên rất là đẹp luôn, đặc biệt là quý chị đi buổi tối nhá. Thì nó quá là xịn sò rồi. Nhìn nó như một phòng bay ở trên chiếc xe này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Em ra ngoài cho quý vị xem nhá. Đèn chiếc xe này. Đấy, chiếc xe này thì sử dụng một động cơ là 3.0 lít đấy, bằng turbo tăng áp nhá quý chị nhá. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn quý chị ạ. Đấy, rất là khỏe và đi nó cũng rất là đầm và chắc luôn quý chị nhá. Đây là một chiếc sedan hạng sang. Đấy, cỡ full size, rất là dài luôn. Hơn 5 mét cơ. Đấy. Đây quý chị nên nhìn thấy rõ luôn cái màu của chiếc xe này, nó rất là đẹp luôn nhá quý chị nhá. Đấy, màu rất là đẹp luôn. Và em xin nhắc lại một chút về chiếc xe này nhá. Ở đây thì em có một chiếc Mercedes S450 được sản xuất vào năm 2018, tên cá nhân, biển số thành phố nhá. Hiện tại chiếc xe lăn bánh là 3,8 vạn mai. Và hiện tại em Thành đang chào bán là 2 tỷ 699 triệu đồng. Đấy. Và xe thì bên em luôn cam kết đến quý anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không tranh chấp, không phạt nguội. Tất cả giấy tờ pháp lý đều rõ ràng luôn quý anh chị nhá. Đều rõ ràng. Đấy. Và chiếc xe này bên em đã rút hồ sơ rồi. Đấy, quý chị về thì chỉ việc sang tên và sang tên trong ngày là xong thôi nhé quý chị nhé. Sang tên trong ngày là xong. Đó. Giờ, chiếc xe này em vẫn còn hỗ trợ banh được đến 70% giá trị xe trong vòng tối đa 7 năm nhé quý chị nhé. Đấy, rất là đẹp luôn cái màu này, rất là đẹp luôn. Ban ngày thì quý chị có thể nhìn thấy màu đen, à màu xanh, nhưng mà về ban đêm thì khẳng định là ai cũng sẽ nói chiếc xe này là chiếc xe màu đen. Đấy. Đấy, đặc biệt nó có hai màu luôn đấy chị ạ. Và rất là xịn sò đúng không ạ? Đó. Và chiếc xe này thì nói thật là cực kỳ là đẹp rồi, rất là đẹp luôn, quý chị đến xem ưng màu là xong. Đấy. Giá cả nhá thì bên em vẫn còn thương lượng nhá quý chị nhá. Quý chị nào mà đang quan tâm chiếc xe này thì vừa liên hệ trực tiếp với em nhá. Đấy. Và hiện tại em xin cảm ơn quý chị đã quan tâm đến video của em nhé. Xin hẹn gặp lại quý chị vào những cái video tiếp theo ạ.